cuối cùng nó cũng ở đây. Tôi đã chờ đợi sản phẩm này rất lâu. Tôi sẽ rất lo lắng nếu DJI phát hành một hệ thống truyền dẫn. Chúng tôi đã chờ đợi DJI đưa khả năng truyền video từ máy bay không người lái xuống mặt đất trong nhiều năm. Chúng tôi khá kén chọn trong việc truyền tải video trong công việc của mình. Vì vậy, đây là điều mà tôi rất muốn bắt tay vào thực hiện. Tôi mong muốn được thấy DJI cung cấp một sản phẩm đột phá như thế này. Công nghệ truyền video trước đây được sử dụng trên máy bay không người lái DJI đã phát triển thành một thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Giới thiệu DJI Dream Mission, một giải pháp truyền video tích hợp, mang đến cho các nhà quay phim trải nghiệm quay phối hợp đột phá. Được trang bị công nghệ truyền dẫn OPA Pro mới nhất của DJI, hệ thống này cung cấp phạm vi truyền tải 20.000 feet ấn tượng. Nó cũng hỗ trợ truyền tải video ở 1080p 60fps, với độ trễ cực kỳ thấp từ đầu đến cuối, với độ ổn định vượt trội và khả năng chống nhiễu. DJI Dream Mission hỗ trợ nhảy tầng tự động liền mạch giữa các giải tầng 2.4GHz, 5.8GHz và DFS, tự động quét môi trường điện tử để tìm kênh không dây tối ưu. Người dùng cũng có thể hoán đổi kênh theo cách thủ công để tránh nhiễu giữa các thiết bị trên bộ lớn bằng cách lắp các anten có độ lợi cao. Cường độ tín hiệu có thể được nâng lên đến 40% và khả năng truyền tải cũng có thể được tăng cường hơn nữa, lý tưởng cho các môi trường tín hiệu phức tạp hơn. Màn hình cảm ứng rộng 7 inch 1500 nits mang lại màu sắc phong phú và chân thực ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh, cung cấp các công cụ để bố cục lấy nét và hỗ trợ tiếp xúc có trải nghiệm giám sát tuyệt vời. DJI Dream Mission hỗ trợ bộ phát với nhiều bộ thu ở hai chế độ truyền. Ở chế độ kiểm soát, nguồn gốc dữ liệu trực tiếp có thể được theo dõi đồng thời gimbal và camera có thể điều khiển từ xa từ hai máy thu đồng thời, mở rộng số lượng màn hình bất kỳ lúc nào bằng cách bật chế độ phát sóng. Điều này cho phép số lượng thành viên phi hành đoàn có khả năng không giới hạn khả năng theo dõi nguồn cấp dữ liệu video trong thời gian thực để mang lại hiệu quả chụp vô song. Ngoài truyền video cấp rạp, DJI Dream Mission cũng cung cấp khả năng điều khiển đa năng. Nó có thể dễ dàng gắn vào Ronin 2 hoặc bộ ổn định RS và có thể được cấp nguồn dữ liệu trực tiếp bằng gimbal. Điều khiển từ xa có độ sóng cao, có cảm biến cho con quay hồi chuyển tích hợp cho phép nó hoạt động như một bộ điều khiển chuyển động độc lập mà gimbal không cần thêm phụ kiện. Với DJI 4 Pro, nó cũng cho phép điều khiển gimbal trực tiếp và nhanh hơn. Trong chế độ điều khiển gương, các phím ảo trên màn hình có thể được sử dụng điều khiển từ xa menu của máy ảnh không gương lật Sony. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ không cần truy cập trực tiếp vào máy ảnh của họ để điều chỉnh cài đặt. Thêm trên tay nắm Ronin 4D và màn hình từ xa có độ sáng cao để điều khiển trực quan gimbal, lấy nét và bắt đầu, dừng ghi, tương tự như trải nghiệm sử dụng Ronin 4D. Đạt được mức độ chính xác cao hơn nữa khi bạn sử dụng DJI Masterwell. Các tín hiệu điều khiển của Masterwell sẽ được gửi qua các kênh truyền dẫn DJI, giúp cải thiện hiệu suất truyền lên đến 3 lần, với độ ổn định và độ tin cậy được nâng cao. Màn hình từ xa có độ sáng cung cấp một loạt các tính năng mở rộng, cho phép ghi linh hoạt cảnh quay H.264, 1080p, 60fps khi sử dụng thẻ nhớ microSD. Cũng như phát lại độc lập trên mỗi màn hình, DJI Dream Mission hỗ trợ các tùy chọn pin WB37, NVF và VMAU ngoài nhiều loại cổng đáp ứng nhu cầu đa dạng. Với tất cả những đổi mới này và hơn thế nữa, DJI Dream Mission mang đến cho người dùng một thiết bị mạnh mẽ, có tất cả việc tiếp nhận, giám sát, kiểm soát và ghi lại thành một, giúp thúc đẩy giới hạn sáng tạo của bạn và cách mạng hóa ngành. Đây là tầm nhìn vượt qua ngoài ranh giới. Bạn cũng có thể mua thiết bị Ronin này tại website bán lẻ của chúng tôi www.flycampro.vn. Mua hàng chính hãng, quyền lợi chính hãng. Các vấn đề liên quan đến dịch vụ hậu mãi, xin liên hệ trung tâm sửa chữa bảo hành ủy quyền DJI Care Việt Nam, 15 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 1900 555512.